Xin chào anh em, chào mừng toàn thể anh em đã đến với Em Tùng Audio Hải Dương. Và hôm nay tiếp tục xả bộ combo sản phẩm vang mic chất lượng ở bên cả Em Tùng Audio, giới thiệu rất nhiều cái bộ combo này rồi. Và giảm giá chỉ có 2,7 triệu thôi. Mà các bác không mua bộ combo này thì em không biết là các bác lựa chọn bộ combo nào để có một cái chất lượng âm thanh hay và tuyệt vời như này, và trong tầm giá dưới 3 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì bên Em Tùng Audio tiếp tục lên sóng phục vụ các bác anh em bộ combo sản phẩm vang mic vang JBL-S8 Plus kết hợp với dòng mic không dây Su-23 Plus. Và đây quả thật là một sự kết hợp rất là hoàn hảo, bởi em thấy là tiếng mic của Su-23 nó là một dòng những dòng mic tiếng thanh nhẹ bay và rất là dễ hát, linh tiếng, lại kết hợp với chế độ vang nhại của dòng vang S8 Plus. Rất đặc biệt là cái dòng vang này, cái chế độ âm thanh nó kết hợp với dòng mic Su-23 thấy là hoàn hảo hơn so với việc là nó kết hợp với những cái dòng mic không dây của bên cả anh em. Nên là đây sẽ là một cái bộ combo mà rất là chất lượng để anh em có cho mình có giọng hát âm thanh bay bổng ngọt ngào chuyên nghiệp linh tiếng nhất có thể, và giá chỉ có 2,7 triệu thôi. Bên em hỗ trợ bao phí ship là tặng giật cái lối đi kèm, nhận hàng kiểm tra thử hàng thanh toán sau, không cần đặt cọc bất kỳ một đồng phí nào cả. Nhưng anh em mua hàng thì có anh em. Đây là thiết kế giao diện hình thức tổng quan của dòng vang JBL S8 Plus kết hợp với Su-23. Ngày hôm nay thì mời các bác anh em tiếp tục tham khảo và trải nghiệm âm thanh của em, xem với 2,7 triệu đồng chúng ta sẽ có chất lượng âm thanh như thế nào trên bộ combo ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là dòng vang JBL S8 Plus thì đây là một cái dòng vang cơ đại số, em cũng làm rất nhiều video clip của dòng này rồi. Thật là cái dòng vang này thì nó là cái dòng vang phổ thông quốc dân, bởi vì nó sẽ có thể kết nối được với hầu hết thiết bị âm thanh từ âm ly, cục đẩy, đẩy hiển vang, loa kéo mixer. Thiết kế giao diện đẹp mắt, phiên bản phay nhôm JBL S8 Plus là một trong phiên bản màu rất đẹp, màu mạnh mẽ, dễ phối đồ. Mặt màn hình này, tất cả chức năng thông số hiển thị trên màn hình. Ba phím chiết áp âm lượng tổng to nằm ngay chính diện trung tâm, bao gồm mic, vang nhại tổng và âm lượng tổng nhạc. Ba phím chiết áp âm lượng tổng to có thiết kế đèn led nằm ngay chính diện trung tâm. Bên góc tay phải sẽ là các nút chiết áp tính năng cho anh em tinh chỉnh âm thanh, echo, reverb, mic nhạc, vân vân, các chế độ cắt sút, vân vân, các tính năng ở đây. Và sẽ thao tác chỉnh âm thanh bên góc tay phải để chỉnh chi tiết hơn cho các giải tần, chế độ âm thanh, tiếng mic, tiếng lời, tiếng nhạc, vân vân. Và đương nhiên là chúng em sẽ hỗ trợ setup cũng như là cài đặt trước các tính năng này. Nên anh em mình nhận hàng về các bác không cần phải thao tác quá nhiều, các bác chỉ cần vặn cho em ba phím chiết áp âm lượng tổng nó nằm ngay chính diện trung tâm là chúng ta có thể trải nghiệm nhanh rồi. Còn lại các tính năng bia sẽ hỗ trợ setup cũng như là cài đặt trước các tính năng tốt nhất cho anh em. Bên góc tay trái thì chúng ta sẽ thấy mặt màn hình tất cả chức năng thông số khi chúng ta tinh chỉnh âm thanh nó sẽ hiển thị ở trên này, và chúng ta sẽ kết hợp với con mic không dây bản quốc dân gia đình, và chắc chắn là anh em cũng rất là quen thuộc với dòng mic Su-23 đúng không ạ. Đây là model mic không dây Su-23 Plus, thiết bị mic không dây rất chất lượng cho gia đình, về âm thanh nhẹ, thoát tiếng tốt, giải lời bay, tiếng chép sáng đấy, và rất là linh tiếng. Đây sẽ là sự kết hợp rất là chất lượng của anh em mình trong quá trình mang con mic không dây về. Nó sẽ mang lại cho anh em một cái phòng hát rất chuyên nghiệp, sang trọng và đẹp mắt về mặt thiết kế thẩm mỹ. Và bây giờ mời các bác anh em trải nghiệm chất âm thực tế của bộ combo sản phẩm ngày hôm nay. Bên cả anh em Tùng Audio tiếp tục lên sóng và xả giá 2,7 triệu đồng xem chất âm như thế nào. Mời các bác lắp tai nghe trải nghiệm cùng em nhé. 5 6 7 8 8 9 7 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
phục vụ các bác. Các bác đang được nghe âm thanh tiếng mic đến từ dòng mic Sui 3 Plus và kết hợp với chế độ vang nhại của dòng vang JBL S8 Plus. Đây sẽ là một trong sự kết hợp rất hoàn hảo để anh em có một cái giọng hát âm thanh bay bổng nhẹ nhàng, phát tiếng tốt, giải lời bay, tiếng chép sáng và rất là lịnh tiếng nữa. Bây giờ thì mời các anh em trải nghiệm một cái phần tiếp theo, đó là chế độ âm thanh nhạc đến từ dòng vang JBL S8 Plus nhé. Chế độ âm thanh đến từ dòng vang JBL S8 Plus khi anh em nâng cấp vào dàn máy âm thanh gia đình ạ. Với chế độ âm thanh bass chép khỏe khoắn, nghe tiếng nhạc các bác anh em sẽ cảm nhận được sự sôi động, âm thanh vô cùng tuyệt vời và giá chỉ có 2.700.000 đồng thôi. Các bác muốn mua hàng với bộ combo sản phẩm này nâng cấp cho dàn máy âm thanh gia đình, vui lòng liên hệ trực tiếp em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336 để đặt hàng sở ngay cho mình bộ combo sản phẩm vang mic chất lượng bên cả anh em đang xả giá cực kỳ tuyệt vời nhá. Xin chào các bác.